Đâu Quỳnh? Em đi dùng một pin. Em định dùng đâu? Em dùng rác. Pin mà sao dùng thùng rác? Cũng dùng thùng rác dùng đâu. Xin chào các bạn đã đến với Tích Mắt. Có một sự thật là các thiết bị điện tử ngày càng trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống của chúng ta. Và thậm chí nói không hoa là chúng ta không thể nào sống mà thiếu những cái thiết bị đó trong thời đại công nghệ 4.0 này. Tuy nhiên thì ít ai để tâm rằng chính điều này cũng đồng nghĩa với việc là phát sinh một lượng lớn rác thải điện tử không hề nhỏ. Nếu không muốn nói là cực kỳ lớn, cùng với đó là tốc độ gia tăng của loại rác thải này cũng nhanh chóng mặt. Trong rác thải điện tử có chứa hơn 1.000 hợp chất, chủ yếu là các thành phần kim loại nặng và các chất hữu cơ v.v. Các chất này có thể ngấm sâu vào trong lòng đất và mạch nước ngầm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của chính chúng ta và những người thân của chúng ta và để lại hậu quả khôn lường cho môi trường. Không như những loại rác thải sinh hoạt bình thường, rác thải điện tử cần được xử lý đúng quy chuẩn để bảo vệ môi trường và lợi ích tái chế nguồn nguyên liệu. Tại Việt Nam thì thông tin về thu gom rác thải điện tử có thể nói là còn chưa được phổ biến, địa điểm thu gom thì còn rất là hạn chế. Ngoài ra quy trình xử lý chất thải điện tử thường ít được quan tâm, một phần là do chi phí khá là cao, phần khác là do mọi người chưa nhận thức được sự nguy hiểm của rác thải điện tử. Tiếp nối câu chuyện về hành trình xanh trong video hôm trước, chuyến xe Driving, dự án cộng đồng nhằm tăng cường nhận thức và đánh thức trách nhiệm bảo vệ môi trường trong mỗi cá nhân về rác thải điện tử đã trở về lại thành phố Hồ Chí Minh với những hoạt động mới. Với Driving lần này, cả cá nhân và đại lý sẽ cùng chung tay với DTR để góp phần thực hiện việc tái chế các thải điện tử đúng quy trình. Cụ thể, DTR sẽ hợp tác với chuỗi cửa hàng Di Động Việt tiếp tục chương trình thu hồi phụ kiện cũ, thu hồi rác thải điện tử, cùng với đó là chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tham gia với những suất mua pin dự phòng Energizer với giá cực kỳ hấp dẫn. Ví dụ như là hai viên pin dự phòng mình đang cầm trên tay ở đây. Đầu tiên thì mình sẽ nói về viên pin Energizer có mã hiệu là UE10042, nhỏ gọn và tiện dụng. Kích thước của chiếc viên pin dự phòng này mình nghĩ là nó chỉ bằng một cái thẻ ATM thôi, nên khi cầm nắm khá là gọn gàng trong lòng bàn tay, bỏ túi thì cũng rất là tiện lợi luôn. Kích thước tuy nhỏ như vậy thôi nhưng mà dung lượng của em viên pin này là 10.000mAh, không thua kém bất cứ một viên pin nào to lớn cả. Sự tiện dụng của viên pin này còn đến từ màn hình LED hiển thị ở trên này. Trong màn hình LED này thì chúng ta sẽ biết được cái thời lượng pin còn lại trong viên pin này là bao nhiêu để chúng ta cắm sạc kịp thời. Viên pin cũng được trang bị hai cổng sạc là cổng USB-C và cổng micro USB. Tuy nhiên thì chỉ có một cổng output ra mà thôi để chúng ta sạc cho một thiết bị. Rồi kế đến là một viên pin còn lại cũng có dung lượng là 10.000mAh luôn, có tên là Energizer, mã hiệu là XB10002A. Với thiết kế vẻ ngoài thì có thể nói là đơn giản và chất liệu bằng nhựa nhám. Đi kèm với đó là có những cái chấm nhỏ ở trên bề mặt của viên pin này giúp cho nó có thể đỡ bám dấu vân tay hơn và cầm nắm cũng hiệu quả hơn, không bị trơn trượt. Trọng lượng của viên pin này mình đánh giá là khá là nhẹ, với vẻ ngoài thì được thiết kế tối giản. Điều khiến cho mình thích nhất trên viên pin này đó chính là có tích hợp sẵn một cái cáp sạc Lightning có MFI ngay trên thân máy luôn, vô cùng tiện lợi. Với những ai sử dụng iPhone thì chúng ta sẽ không cần phải mang theo cáp rườm rà làm gì, bởi vì nó có sẵn trong này rồi. Khi chúng ta cần thì chúng ta mở ra sử dụng, còn không thì chúng ta cứ đóng lại nó như thế này, rất là gọn gàng và tiện lợi. Phía trên vẫn có đèn LED thông minh hiển thị tình trạng pin với mỗi vạch là 25% pin. Với chương trình Driving kết hợp giữa DTR và Di Động Việt thì 50 khách hàng đầu tiên tham gia sẽ được hưởng ưu đãi khủng sở hữu pin Energizer UE10042 chỉ với 99.000 đồng, trong khi giá gốc là 600.000 đồng, và Energizer XB10002A chỉ với 499.000 đồng, giá gốc là 1.100.000 đồng, khuyến mãi siêu to khổng lồ luôn. Với chương trình Driving thì khách hàng sẽ được hưởng suất ưu đãi đổi pin Energizer siêu ưu đãi lên tới 70% dành cho các bạn đến sớm tại cửa hàng Di Động Việt chi nhánh Lê Hồng Phong, và rất nhiều những phần quà tặng khác dành cho khách hàng đến tham gia Driving. Ai cũng sẽ có quà gồm có túi chống sốc nè, túi bảo vệ môi trường và quà Lucky Round nữa. Thông điệp lớn nhất là chung tay bảo vệ môi trường và góp phần tái chế nguồn rác thải điện tử đúng quy chuẩn. Và điều kiện để được tham gia chương trình thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần mang phụ kiện di động cũ của mình đến Di Động Việt để tham gia Driving vào ngày 12 tháng 12, sẽ được nhận ưu đãi đặc biệt khi mua pin dự phòng Energizer cùng với những phần quà tặng may mắn từ chương trình mà mình đã nhắc tới. Quá đơn giản đúng không nào? Chần chừ gì nữa mà chúng ta không tham gia. Vào ngày 12 tháng 12, Tết Mắt cũng sẽ livestream về chương trình này vô cùng hấp dẫn, các bạn hãy cùng đón xem nhé. Và nhớ là ai có phụ kiện di động cũ hãy đến Di Động Việt để tham gia Driving vào ngày 12 tháng 12 để nhận những viên pin Energizer mới toanh này nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.